Thưa quý vị, dường như đã thành một thói quen, cứ hè đến là các bậc phụ huynh lại tìm cách cho con em mình đi du lịch hoặc tới các điểm vui chơi giải trí để giải tỏa căng thẳng sau một năm học. Và bể bơi là một trong những danh mục được lựa chọn nhiều nhất. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những băn khoăn về những sự cố có thể gặp phải như đuối nước. Vâng, lo lắng này là chính đáng bởi rất nhiều vụ tai nạn thương tâm về đuối nước ở trẻ em đã xảy ra dù mới đầu hè. Vì vậy, với mong muốn trang bị thêm kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống đuối nước và mang đến cho các em học sinh những ngày nghỉ hè thật ý nghĩa và bổ ích, nhu cầu tìm lớp học bơi cho con em mình cũng tăng cao. Hiểu rõ được tính cấp thiết của việc bơi lội, kỳ nghỉ hè này, anh Hải Linh đã quyết định trang bị thêm kỹ năng bơi lội cho con. Và điều anh quan tâm nhất là kỹ năng xử lý tình huống khi con gặp sự cố. Ngoài việc làm trang bị cho con mình cái kỹ năng về bơi lội, ví dụ như bơi sải, bơi bướm hoặc là bơi ếch chẳng hạn, thì đầu tiên mình muốn các thầy cô trang bị cho con cái sự hiểu biết đầy đủ về việc là chống đuối nước, nhất là với trẻ em dưới 6 tuổi như con mình hiện tại, và bé sẽ có khả năng tự xử lý các tình huống như là trượt chân ngã xuống nước này, hoặc làm thế nào để có thể tiết kiệm sức lực khi bơi vào bờ được. Vì cái đó, ví dụ mình muốn đi du lịch cùng con chẳng hạn ra biển, thì đấy là một trong những điều rất là tự tin của gia đình. Cho con đi học bơi trong dịp hè này chính là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh. Ngoài việc giúp con cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn trong những ngày hè nóng bức, thì học bơi lội còn giúp trẻ có thể rèn luyện nâng cao sức khỏe và có một kỳ nghỉ hè thú vị và bổ ích. Con rất đẹp chưa học bơi. Con học bơi để tránh bị đuối nước. Mùa hè này là có khá là nhiều thời gian rảnh, nên là em muốn tận dụng những thời gian này để mình có thể luyện tập những kỹ năng bơi lội các thứ, để khi mà mình ra ngoài mình có thể tự tin bơi lội ở bể bơi ở biển và tránh được những cái tai nạn đuối nước, cái rủi ro bất ngờ đến với mình. Và đây như là một sân chơi giải trí cho em vào những giờ hè dịp hè này. Việc học bơi được kết hợp với các kỹ năng an toàn và tự cứu là giải pháp để giúp các em tự bảo vệ mình, sẽ giúp giảm thiểu mức thương vong khi xảy ra sự cố trên khu vực sông nước. Thường thì các bé sẽ biết bơi từ 7 đến 10 buổi là các con có thể biết bơi và xử lý các cái tình huống cơ bản ở dưới nước khi bị đuối nước. Khi trong những giờ học bơi, các thầy cô thường sẽ hướng dẫn thêm các con việc cơ bản là khi bị ngã xuống nước mình nên xử lý tình huống như nào, và khi gặp người hoặc gặp chướng ngại vật các con biết tránh như thế nào để làm cho mình cảm giác an toàn và bơi được đến đích, đến bờ. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tầm quan trọng của bơi lội đối với sức khỏe, thể chất và tinh thần. Bơi lội là môn thể thao tương đối nhẹ nhàng, nhưng lại có hiệu quả cải thiện sức mạnh, sức bền và sức dẻo dai cực kỳ tốt. Các động tác bơi lội có tác dụng đối với toàn bộ cơ thể. Bơi lội giúp trẻ em phòng tránh đuối nước, phát triển chiều cao, nâng cao sức khỏe, giảm căng thẳng, mệt mỏi.